Theo các chuyên gia, từ lâu khu Nam Sài Gòn đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản. Ngoài việc thị trường khởi sắc, yếu tố đặc biệt quan trọng là vị trí vàng của khu vực này. Với vai trò vùng lõi đặc khu kinh tế gồm quận 7, Nhà Bè và Cần Giờ được phát triển mở rộng theo trục Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh. Trong sự phát triển ồ ạt của các dự án căn hộ khu Nam, dự án chung cư cao cấp Divella tại mặt tiền số 1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 được ví như trái tim của khu Nam đầy sôi động bởi những yếu tố khác biệt và hút khách của dự án này. Dự án Divella nằm trong sứ mệnh của nhà phát triển, công ty cổ phần đầu tư căn nhà mơ ước Dreamhouse, là kiến tạo khu căn hộ cao cấp 5 sao với 168 căn hộ trong diện tích khoảng 2.800 m², được xây dựng theo tiêu chí tạo lập một phong cách sống xanh, sạch, yên tĩnh, hiện đại cho cư dân. Ngoài cuộc đua về tiện ích căn hộ, chủ đầu tư còn công bố chính sách ưu đãi dành cho người mua nhà tại dự án, như là một điểm nhấn đặc biệt tại dự án này. Với sự đồng hành của ngân hàng BIDV, ngân hàng VB Bank, người mua dự án chỉ cần thanh toán 30% giá trị là nhận được nhà. Phần lãi của khoản vay còn lại sẽ do đích thân chủ đầu tư chi trả cho đến khi bàn giao nhà. Đây là một chính sách mới và vô cùng vượt trội. Hứa hẹn sẽ là một lối mở tạo nên cú hích quan trọng đối với giới đầu tư bất động sản. Ở đây thì có hai nhóm khách hàng. Nhóm thứ nhất là họ mua để ở. Thì đối với nhóm mua để ở, phần lớn là họ chưa có nhà và họ có cái thu nhập là tương đối ổn định. Thì họ có thể sử dụng cái nguồn tiền từ tiết kiệm hoặc là trong trích trong cái thu nhập hàng tháng để họ có thể chi trả dần như là một cái điều kiện mở. Thì với chính sách này thì cái nhóm khách hàng này hồ hởi đón nhận rất là tốt. Còn với nhóm đầu tư thì đây cũng là một cái lợi thế rất là lớn. Họ chỉ cần bỏ ra 30% cho cái giá trị căn nhà là họ đã được có quyền sở hữu căn nhà. Ngoài chính sách thanh toán linh hoạt, một điểm cộng khác của dự án là tính pháp lý rõ ràng. Chủ đầu tư hiện đã hoàn thành các giấy tờ pháp lý quan trọng và chỉ khởi công xây dựng khi đã có giấy phép. Chính yếu tố này sẽ giúp người mua nhà an tâm hơn khi đổ tiền vào dự án này. Ngoài ra, tuy dự án đã được khởi công từ ngày 1 tháng 3 2017, nhưng đến hôm nay đã gần xong phần móng, thì chủ đầu tư mới chính thức công bố và mở bán dự án ra thị trường, nhằm giúp cho người mua được yên tâm khi sở hữu một tài sản có pháp lý hoàn thiện. Chúng tôi cho rằng là việc đảm bảo cái quyền lợi cho khách hàng, đó là một cái chiến lược trong ưu tiên trong cái chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Thì cho nên chúng tôi luôn luôn là tuân thủ đúng tất cả những cái quy định của nhà nước. Thì bên cạnh đó thì cái việc chúng tôi tuân thủ đúng thì sẽ tạo một cái niềm tin cho khách hàng để cho những cái dự án sau của chúng tôi phát triển. Chính vì vậy mà chúng tôi sau khi có giấy phép xây dựng thì chúng tôi mới cho khởi công dự án. Đơn vị phát triển dự án cho hay, với định hướng xây dựng theo mô hình bao tiết sang trọng, toàn bộ 168 căn hộ thiết kế theo phong cách châu Âu giữa không gian sống xanh, sạch, tuyệt đối an ninh, trong lành và hiện đại. Những tiện ích sẽ được kiến tạo chăm chút cho cuộc sống của cư dân nơi đây, gồm sảnh đón khách sang trọng, ấn tượng, khu tập gym hiện đại, cao cấp, vườn cây cảnh tươi xanh, những con đường nội bộ rợp bóng, hồ bơi trong nhà, vườn trẻ và khu vui chơi giải trí, cà phê và các cửa hàng tiện ích. Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 7 và thuận tiện di chuyển đến các khu vực lân cận. Dự án hội tụ các tiện ích nội khu đẳng cấp và tuyệt đối an toàn với hệ thống khóa bảo mật và camera 24/7. Không chỉ kết nối với toàn bộ các tiện ích hiện đại ngoại khu, dự án thừa hưởng toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại của khu Nam Sài Gòn. Tương tự, trong bán kính lan tỏa chưa đầy 3 km, cư dân Divella có thể dễ dàng tiếp cận khu trung tâm hành chính quận 7, Bệnh viện Việt Pháp, hệ thống trường quốc tế Canada và Đại học RMIT, cầu Phú Mỹ. Với vị trí như vậy, Divella có thể thỏa mãn nhu cầu an cư của cả khách nội lẫn khách ngoại, đáp ứng được thị hiếu của khách hàng mang phong cách sống hiện đại sang trọng của khu vực phát triển hàng đầu của thành phố. Đặc biệt, sự khác biệt về vị trí của dự án chính là áp lực khó cưỡng đối với nhà đầu tư khi quỹ đất vàng ngày càng hạn hẹp, giá trị căn hộ sẽ tăng cao theo thời gian. Dự kiến, đến năm 2018, giá trị căn hộ tại dự án sẽ tăng từ 30 đến 40%. Tôi thì cũng là một nhà đầu tư, cũng hay tìm hiểu các dự án tốt để rót tiền vào. Thì sau khi mà tìm hiểu dự án Divella, thì thực ra mình cảm thấy cái vấn đề pháp lý cũng như là các thủ tục của bên dự án rất là tốt. Đặc biệt là cái sự cam kết của chủ đầu tư trong vòng 17 tháng là giao nhà. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng gọi là đi tìm hiểu thêm về cái thực hư về gọi là cái việc xây dựng thực tế của dự án, thì cảm thấy là cái tiến độ nó diễn ra rất là nhanh và mình cảm thấy rất là an tâm khi mà rót tiền vô dự án này. Từ khi mà quyết định đầu tư một căn hộ thì là tôi quan tâm đến những tính thông minh của căn hộ để có thể đảm bảo được cho an toàn cho gia đình và mình. Thì hiện tại là tôi thấy là dự án The Villa thì có thể là đáp ứng được những tiêu chí của gia đình tôi.
Mới đây, chủ đầu tư đã chính thức mở bán đợt đầu tiên của dự án vào ngày 28 tháng 5. Đã có hơn 500 khách hàng quan tâm đến dự và chỉ trong buổi sáng công bố đã có hơn 70% số lượng căn hộ toàn dự án đã được khách hàng đặt mua. Hiện khu căn hộ Divella đang được đơn vị thi công hoàn thành ngày đêm và sẽ được bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 4 2018 sau 18 tháng thi công.